giáo dân năm xã xin kính chúc khỏe quý cha, phần hồn phần xác để chỉ đường dẫn lối cho chúng con. Xin kính chúc quý vị cùng đoàn thể toàn đoàn bình an trong phẩm ân của Thiên Chúa và mẹ Maria. Con xin cảm tạ. Còn theo lịch trình là cùng hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ của chúng ta, nhưng mà gần đến giờ đó, giờ lễ thì nhận được tin báo của bác Chiêu thay mặt cho hội đoàn thương xót của Chúa thông báo đó là xe bị bể lốp, cho nên là các vị đã không thể dự được, nên chúng tôi không có dám thông báo trước dự lễ, để chúng ta bị phân tâm ra để dùng lễ một cách xuất sắc. Chúng ta thấy đó là đường xa dốc nhát, trơn trượt rất là nguy hiểm, và các quý vị cũng đã bớt chút để hy sinh rất nhiều công khó đến với chúng ta. Tấm tình tình đó chắc chắn là không ai mà quên được, và chắc chắn là Chúa và là Thiên Ta, con Thiên Ta thì ta biết chung là Chúa sẽ biết rõ về tấm lòng bàn, những thành tâm thiện trí của quý cha đã dành cho đó một đoàn đã tới chúng ta. Tất cả quý vị thân nhân xa gần cũng đã âm thầm cầu nguyện và đóng góp để giúp đỡ cho giáo sứ của chúng ta cùng trâu cùng cha này nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập xứ. Chúng ta biết giáo xứ của chúng ta gồm 2 huyện, thì Tổng Đông và huyện Nam Hương Xá của huyện Lắc, với chiều dài hơn 100 cây số. Và hôm nay đây chúng ta tọa lạc ở đây, đó là trung tâm của năm xã, đó là Erbil, xe Nam Ca, xe Đắc Ngang, rồi Đức Xuyên, và đây là Hoàng Phú. Nếu mà chúng ta đi dọc thế này nó là 30 mấy cây số nữa mới hết đường đất được, với 2 giáo điểm là anh em Hồng Phong và với cả một số Tân Hương ở trên kia cũng còn rất là xa, dốc dác và lùi lũi không, và mưa gió quá chắc chắn là một số đồng bào sẽ không có thể đến dự, cũng như là đón nhận ngay tấm lòng này. Thì cũng xin ghi nhận tất cả những tấm hình tình của quý cha của quý vị. Xin Chúa cũng chúc lành, hoan ơn và cả công bồi hậu cho tất cả quý vị. Và nhất là hiện nơi đây, đó là chúng tôi cũng đang mời nhờ một lòng một tốt của ông Trù Bằng đang làm 40 gốc tiên gạch, 40 gốc bao xi măng, nhờ lòng nhân hành của Chúa, rồi phản ánh lại qua tấm hình tình, tấm lòng thương mến, yêu mến giáo hội, yêu mến đồng bào tôn giáo ở trong vùng đất này. Đến sự hy sinh đó thì dễ dàng có một ngôi nhà riêng để cho đồng bào dân tộc cũng như những vùng đất này để cầu nguyện tôn thánh hơn. Trọng kính cha thiên sứ, kính thưa ban tổ chức của giáo điểm truyền giáo Quảng Phú và tất cả quý bà con cộng đoàn giáo dân và tất cả quý bà con, chúng con là cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay đây là ngày Chủ nhật Chúa Chiên Lành, cộng đoàn chúng con đã chất chiêu được những món quà nhỏ bé tình thương, và ngày hôm nay đây chúng con đến kính xin quý cha và ban tổ chức và tất cả quý bà con đón nhận những tấm lòng nhỏ bé của chúng con và những món quà tình thương. Và giờ đây chúng con bắt đầu trao cho bà con. Vâng, xin cảm ơn ông thay mặt cho công đoàn chúng con Chúa của giáo Chí Hòa như là cha linh mướn, rất là tiếc là cả vùng này đang ngóng trông đợi chờ ngày từng phút từng giây, và cuối cùng ngày này vì công việc
một câu của người khác thì bạn đã thể hiện được trong những chữ được, đó là thể rất tiếc và thiệt thòi cho chữ còn là cũng còn nữa. Chúng mình cái cơ hội này để nói lên cái tấm thịnh tình của bà con giáo dân trong vùng sâu của cả này, mà công đoàn làm thương xót trong chữ Chí Hòa đã tu ái dành cho giáo sứ những tấm lòng vàng, tấm thịnh tình. Đây là cả một quá trình cầu nguyện chắc chiêu cũng như là phát nghiệp hy sinh không có công của mình, mà vượt biết bao nhiêu trăm cây số ngày đường này rồi dốc giá vừa cho và ba lớp nữa đến đây để cùng chia sẻ với bà con những món quà quý giá. Đặc biệt nhất là hôm nay là mình đến lễ Chúa Chiên Lành, nên đến lòng nhân lành của Chúa ban cho giáo hội, ban cho mọi người. Và thưa quý vị, là hiện thân của Chúa Giêsu nhân lành cũng đã đến để đem những niềm vui, đem cái khát khao của đồng bào, đó là cái điều rất là thân hạnh cho giáo xứ Quảng Đà này. Và như quý vị biết, giáo xứ Quảng Đà rất là rộng, chiều dài hơn 100 cây số, hai huyện Đông Nô và hai xã của huyện Lắc, và gồm cho 15 xã và phần miền đông là đồng bào các tộc trong Quảng Đà này. Vì vậy mà họ đang đói kém và tìm nhiều lãnh thổ khác nhau về đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần. Hôm nay quý vị đã giúp đỡ cho những giáo sứ Quảng Đà, xin chân thành cảm ơn quý cha, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả quý anh em xa gần đã cầu nguyện cũng như là đã tiết kiệm rồi đã tiết diện nơi cái đất Na Thôi hẻo lánh này và giúp đỡ cho đồng bào. Xin Chúa cũng trả công bỏ công và ban thêm sức mạnh nghị lực tiếp tục quý vị để đem niềm vui, niềm hạnh phúc cho đến đồng bào các nước. Hy vọng sẽ có lần khác giúp đỡ cho giáo xứ Quảng Đà nữa. Và cũng mượn cơ hội này, như quý vị thấy là 11, 15 xã mà mới được có một cái nhà thờ. Gần đây là nhà nước cho chuẩn bị cho xây dựng ba cái thứ, ba ngôi nhà thờ rưỡi, tức là chuẩn bị thêm một ngôi nhà thờ nữa. Nhưng mà bà con có đời sống khó khăn vậy, được bất đồng tâm. Hy vọng rằng họ đang đói cả về lĩnh vật chất, quý vị đã giúp đỡ. Họ đang đói về mặt tinh thần, tức là chưa có nơi cầu nguyện trong năm tháng này. Thì tiếp tục thì quý cha và quý vị có một cầu nguyện cũng như là để chia sẻ cũng sẽ đóng góp những con em không có viên gạch và xi măng để cho ước mơ có ngôi nhà nguyện với ước nguyện này chắc chắn là Chúa sẽ đón nhận những lời cầu nguyện chân thành sơ sơ của mọi người Chúa để giải lại sau này nha. Lời Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay quý cha. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý hội đồng mục vụ của giáo xứ và quý bà con. Bây giờ đây chúng con xin bắt đầu trong làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao, thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý. Tôi đã hát những bài tình ca, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn khát mong về bên bờ. Rồi những lúc bước đi trên vùng trời bình yên, và những lúc hóa thân dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã khóc khi tình yêu phôi pha,
tôi đã nhớ khi người yêu chia xa và đã biết thế nào là phù hoa. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Trước hào quang của Chúa, con thấy mình là đốm lửa mong mơ. Lạy Chúa, Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa, là vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới. Con đã yêu Ngài quá muộn. Ngài gọi con, Ngài kêu con lớn tiếng, không để con mà giả điếc làm ngơ. Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao? Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã có muôn vàn tình yêu và lấp lánh như ngàn vì sao, nhưng lòng tôi vẫn khát khao đã yêu Ngài quá muộn. Ngài đã đến dẫn con trên đường về nẻo ngay. Ngài đã đến thắp lên trong con một ý hướng. Con sẽ hát tin mừng tin yêu thương, con sẽ sống tin mừng trên quê hương và sẽ bước với Ngài về mọi nơi. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe xốn sang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao. Tôn vinh Chúa Cha toàn năng, con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần nguồn của Ngài.